Xin chào anh em, Mitsubishi X-Force thì mới được ra mắt cách đây khoảng 2 ngày thôi, tức là ngày hôm kia. Thì trong cái buổi lễ ra mắt đấy thì hãng vẫn chưa công bố mức giá cho cái phiên bản Ultimate, thế nên là phiên bản Premium mà tôi đang đứng cạnh đây thì sẽ là phiên bản với mức giá cao nhất, thì sẽ là 699 triệu đồng. Thì mức giá này cũng khá là sát sườn với một cái đối thủ Nhật Bản khác, đấy là Honda HR-V-G. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là Mitsubishi X-Force phiên bản Premium thì sẽ bị cắt những gì và có đáng mua hay không nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại MEXe, đừng quên bấm nút like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của MEXe. Đầu tiên đến với ngoại hình của Mitsubishi X-Force phiên bản Premium này thì có thể nói là chúng ta vẫn sẽ có một ngoại hình có thể nói là tương tự như phiên bản Ultimate. Cái điểm hay ở trên X-Force đấy là từ cả ba cái phiên bản cao thì chúng ta vẫn sẽ có một ngoại hình tương tự từ bên ngoài đèn này rồi mâm. Chỉ có mỗi cái phiên bản tiêu chuẩn ấy thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm với kích thước nhỏ hơn, kích thước khoảng 17 inch. Anh em thể nhìn một hình ảnh minh họa của bọn mình đã chụp từ trước đây. Còn quay trở lại với phiên bản Premium thì có một số những cái chi tiết nho nhỏ ở ngoại hình của mẫu xe này nó sẽ khác so với cái phiên bản Ultimate mà hôm ra mắt mình có quay. Đấy là đây, anh em thể nhìn thấy phần lưới tản nhiệt thì bây giờ nó đã được làm nó đều đặn hơn và không có cái cục vuông vuông ở đây, bởi vì phiên bản Premium thì sẽ không có gói an toàn chủ động của Mitsubishi. Nói thêm một chút về trang bị thì ở phiên bản này thì chúng ta vẫn sẽ có đèn chiếu sáng dạng LED này, đèn chiếu sương mù LED và vẫn có đèn pha tự động, gạt mưa tự động. Còn nếu mà xuống các phiên bản thấp hơn thì sẽ bị cắt. Thậm chí là phiên bản tiêu chuẩn thì phần đèn sương mù phía dưới này sẽ còn bị cắt hẳn đi cơ. Bước sang phần thân xe đi. Thì mấy hôm vừa rồi nhìn X-Force, tức là cái cảm quan ban đầu của mình ấy, thì nhìn nó khá là to, bệ vệ. Tuy nhiên thì nhìn nhiều quá thì tự nhiên lại cho mình một cái cảm giác, đấy là cái phần lốp xe của X-Force, cảm giác là cái phần lốp này nó hơi nhỏ một tí. Nếu như mà X-Force họ có thể làm, Mitsubishi có thể làm cho lốp của X-Force nó to lên một chút thì nhìn chiếc xe này nó sẽ có cái độ đầm, độ hầm hố hơn, khi mà đây là một cái mẫu xe sở hữu khoảng sáng gầm có thể nói là cao nhất phân khúc. Đây anh em nhìn này. Đây, khoảng sáng gầm rất cao luôn, hơn một găng tay, khoảng 22-23cm, rất cao. Thế nên là nhìn chiếc xe này nếu như mà có một cái phần lốp nó to hơn ấy thì nhìn nó sẽ vững chãi và nhìn nó bề thế hơn. Tất nhiên là đây chỉ là một cái quan điểm về cái mặt ngoại hình, về quan điểm cá nhân của bản thân mình thôi. Anh em nghĩ sao về cái ngoại hình từ cái góc nhìn bên phía bên ngang này của X-Force? Anh em hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhá. Đến phần đuôi xe đi, thì ở cái phiên bản Premium này thì chúng ta sẽ bị cắt đi một cái trang bị đuôi xe, đấy là cúp điện. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thành cúp cơ. Đấy, chỉ thế thôi. Còn về thiết kế về mặt ngoại hình thị giác thì ở trên phiên bản Premium thì nó cũng tương tự như phiên bản Ultimate, có thể nói là không khác biệt gì cả. Ở trong cái phần cốp xe này thì chúng ta vẫn có ngăn để đồ, đây, hai tầng. Để anh em có thể tăng thêm diện tích sử dụng. Thậm chí là với cái khoang để lốp dự phòng này thì anh em nào muốn để nhiều đồ hơn thì có thể bỏ cái lốp này ra xong rồi cho thêm đồ vào đây, mình nghĩ là cũng được. Là cái phiên bản cao cấp nhất, thế nên là không gian nội thất của phiên bản Premium có thể nói là tương tự như phiên bản Ultimate. Hôm nay ra showroom thì bọn mình mới có cơ hội trải nghiệm kỹ hơn về không gian nội thất của X-Force. Thì hôm trước ở cái buổi sự kiện ấy, thì vì không gian nó tối quá thì ra là chưa được nhìn rõ, nhưng mà hôm nay đây em thì nhìn thấy rất là chi tiết về cái vật liệu được đặt ở trên mặt táp lô của X-Force. Có thể nói là với cái chất liệu da vải chứ, xin lỗi anh em, chất liệu vải như này sờ rất là thích, cảm giác nó khá là giống với cái phần ghế sofa ở nhà mình. Tuy nhiên thì không biết là với cái vật liệu mà vải lại còn sáng ngày mà ví dụ sờ chạm lâu ấy nó có bẩn hay không, hoặc có dễ vệ sinh hay không. Quay trở lại với cả không gian và trang bị nội thất ở trên X-Force phiên bản Premium thì có thể nói là cái phiên bản này thì vẫn giữ nguyên được gần như các cái trang bị của cái phiên bản Ultimate, đấy là không khí này, rồi phanh tay điện tử, Drive Mode. Màn hình thì ở đây cũng là màn hình kích thước to nhá. Rồi còn hỗ trợ cả Apple CarPlay và Android Auto không dây anh em nhá. Nhấn mạnh là không dây chứ không phải là có dây. Thậm chí là những chiếc xe hạng cao hơn hay là như CX-5 vẫn là kết nối có dây. Rồi chúng ta vẫn sẽ có hộc để đồ có làm mát này. Cái hộc để đồ làm mát này thì sẽ có trên tất cả các phiên bản nhá, không chỉ các cái phiên bản cao. Ghế thì vẫn là ghế da, chỉ có cái phiên bản thấp thì sẽ sử dụng ghế nỉ thôi. Một cái điểm bị cắt đấy là chúng ta sẽ không có cái phần radar phía bên trên này nữa, tại vì phiên bản này thì họ sẽ không còn trang bị gói an toàn chủ động mà chúng ta vẫn sẽ chỉ còn có cruise control và cái mở điểm mù trên gương. Một cái cắt giảm nữa của cái phiên bản Premium so với Ultimate đấy là chúng ta sẽ bị cắt đi bộ loa Yamaha Dynamic Sound. Hơi đáng tiếc đấy là phiên bản này sẽ thiếu đi loa như này. Phần loa ở trên X-Force có thể nói rất hay, trong cái buổi trải nghiệm hôm đấy mình đã được nghe thử. Phải nhấn mạnh đây là một cái phần loa có thể nói là hay nhất phân khúc, mà thậm chí là vượt trên cả phân khúc của cái mẫu xe này.
Nói thêm một chút về giá bán của cái phiên bản Premium này thì hiện tại đang là 699 triệu đồng. Thì mình nghĩ rằng là nếu như anh em nhìn vào các cái mức giá hiện tại của Xport, các cái phiên bản, thì chúng ta có thể mờ mờ dự đoán được mức giá cho cái phiên bản Ultimate thì sẽ rơi vào khoảng tầm 750 triệu đổ xuống. Thì với những cái cắt giảm, ví dụ như là từ hệ thống an toàn này, rồi đến một vài các cái trang bị nho nhỏ như hệ thống loa, thì liệu anh em có chấp nhận đánh đổi không? Khi mà mình đọc comment thì có vẻ rất nhiều anh em quan tâm đến cái phiên bản Premium này hơn là phiên bản Ultimate, khi mà phiên bản Ultimate mức giá hơi cao, khoảng hơn 700 triệu, 750 triệu. Cả 4 phiên bản của Xport thì vẫn sẽ được sử dụng khối động cơ 1.5 với cả hộp số CVT. Thì đây cũng là phần động cơ quen thuộc mà bọn mình đã giới thiệu anh em rồi, là phần động cơ được sử dụng ở trên chiếc Xpander. Điểm khác biệt duy nhất đấy là ở trên Xport thì chúng ta sẽ có hộp số là hộp số vô cấp, trong khi đấy ở trên Xpander thì chúng ta sẽ sử dụng hộp số có cấp. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái vận hành thực tế của hai mẫu xe này thì nó sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ được một cái điểm đấy, mình nghĩ rằng là đây là một cái chiếc xe có kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nó thấp hơn, thế nên là với cái phần động cơ đấy, vẫn là với công suất đấy, thì cái trải nghiệm là nó có thể nó sẽ lanh lẹ hơn một chút so với cái Xpander. Và vừa rồi là những cái trang bị cũng như là những cái cắt giảm của phiên bản Premium so với cái phiên bản Ultimate. Vậy thì anh em nghĩ sao về phiên bản Premium của Mitsubishi Xport, một cái phiên bản mà có thể nói là giữ nguyên gần như là tương tự như cái phiên bản cao cấp nhất, cắt giảm nho nhỏ đấy là phần cốp cơ này, rồi chúng ta sẽ không còn loa hay và thiếu mất gói an toàn chủ động. Thì anh em nghĩ sao về Mitsubishi Xport phiên bản Premium này? Liệu với 699 triệu đồng thì phiên bản này có đáng mua hay không? Anh em hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm nút like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Mê Xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.